Mày đòi chia tay với con người ta mạnh miệng lắm mà. Sao bây giờ người mày nhìn như cái đồ da đách vậy? Tao là một thằng đàn ông vô dụng. Mày vô dụng á thì mày đi chết đi, sống chi cho chặt đất. Tao cũng tính vậy đó. Ê, tao nói giỡn thôi, mày đừng làm thiệt nha. Mày á, mày suy nghĩ lại đi. Mày có đút đút đi tìm á cũng không ai tốt bằng Hồng đối với mày đâu. Tao biết chứ. Mày biết á, sao mày đòi chia tay với con người ta chứ vậy? Tao không muốn làm khổ Hồng. Điều kiện của Hồng có thể tìm được những người tốt hơn tao. Mày á, mày nghĩ kỹ đi. Mày chia tay với Hồng á là mày sẽ hối hận suốt cuộc đời mày đó. Tao thà chịu khổ một mình còn hơn để Hồng chịu khổ cùng tao. Mày nói câu này á, tao nghe được đó. Thôi, tao về, buồn ngủ rồi. Cố lên. Không. Anh khờ lắm. Tại sao lại làm như vậy chứ? Sao anh cứ thích tự dày dò bản thân rồi làm khổ mình chứ? Em à, anh không muốn làm em khổ. Anh bỏ em mới thật sự làm cho em đau khổ đó. Anh xin lỗi em. Anh á, mai mốt không có được dọa em như vậy nữa nghe chưa? Anh có biết là em buồn lắm không? Anh xin lỗi. Em đừng có khóc nữa. Em đang rất hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc. Mình sẽ mãi mãi bên nhau nha anh. Đừng có buồn nữa. Chắc tại con Hồng nó nhất thời hồ đồ thôi. Nó chưa có suy nghĩ chín chắn. Dù gì nó cũng mới quen nhau mà, chưa đâu tới đâu á. Con không có trách Hồng. Con đã yêu Hồng nhiều năm nay rồi. Con chỉ lo lắng cho Hồng. Con sợ Hồng sẽ khổ vì... Bác biết. Bác biết là con thương con Hồng nhiều lắm. Bác có biết bạn trai hiện giờ của Hồng là ai không? Có hỏi nó đâu, bác đâu có biết. Bác giận nó mấy ngày nay nè, bác có thèm nói chuyện với nó đâu. Dạ. Con thực sự lo cho Hồng. Con sợ Hồng bị người ta lừa gạt đó bác. Con nói sao? Bộ nó bị người khác lừa gạt rồi hả? Dạ. Không giấu gì bác, vì lo lắng cho Hồng quá cho nên con đã đi tìm hiểu. Bạn trai hiện giờ của Hồng đó đang làm phục vụ ở quán cà phê này. Trời đất ơi, con nói sao? Nó nghĩ sao mà nó đi quen cái thằng phục vụ ở cái quán này hả? Ai vậy? Hả? Ai vậy? Khoan khoan khoan, từ từ đã bác. Anh tên là Tú, hiện nay làm phục vụ ở quán này. Nếu bác không tin thì bác cứ hỏi Hồng. Trời đất ơi, phục vụ ở quán cà phê này hả? Sao con này mà nó điên, nó ngu dữ vậy? Phải không? Hả? Bác. Ai? Ai? Bác bình tĩnh. Hôm nay anh không có đi làm. Con này, giết chết cho con này mới được. Không chịu được mà. Thưa mẹ, con mới về. Con lên phòng nha. Đứng đó. Dạ.
có phải là con đang quen với cái thằng phục vụ quán cà phê không? Nói mẹ. Mau nhìn thẳng vô mặt mẹ, có phải hay không? Con... Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói nè. Nói mau đi, có phải vậy không? Mẹ, mọi chuyện không có như mẹ nghĩ đâu. Mẹ ngồi xuống đi. Có hay không? Dạ có. Trời ơi, mẹ cực khổ sinh ra con thông minh xinh đẹp như vậy, ăn học đàng hoàng, sao mà ngu vậy chứ? Mẹ, tại sao lại quen cái thằng trôi sông lạc chợ như vậy? Mẹ, chia tay thằng đó, đám cưới thằng Long. Mẹ, mẹ đừng có như vậy mà. Con không nghe lời mẹ, đừng có nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ, sao mẹ có thể vô lý như vậy chứ? Không, không. Không. Sao em khóc vậy? Không à, có chuyện gì mà em như người mất hồn vậy? Anh Tú, anh có yêu em không? Có chuyện gì vậy mà nói cho anh nghe đi. Anh nói đi, anh có yêu em không? Đương nhiên là anh yêu em rồi. Có chuyện gì em mau nói cho anh nghe đi. Nếu như có khó khăn nào xảy đến, anh có chấp nhận cùng em đương đầu không? Bất kể có chuyện gì khó khăn, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Em đừng có sợ, anh luôn bên cạnh em mà. Bây giờ nè, nói cho anh nghe đi, có chuyện gì vậy? Em vừa cãi nhau với mẹ. Có phải mẹ đã phản đối tình yêu của chúng ta không? Ừ. Em đừng có trách mẹ. Mẹ cũng vì lo lắng cho tương lai của em nên mẹ mới nói như vậy thôi. Không, mẹ vô lý lắm. Lúc nào mẹ cũng bắt em làm theo ý của mẹ hết. Em yên tâm đi, từ từ rồi mẹ cũng sẽ hiểu và chấp nhận tình yêu của chúng ta mà. Con xin lỗi bác, vì con mà làm cho hai bác không vui. Con cảm thấy có lỗi vô cùng. Con mong bác hãy rộng lòng tha thứ cho con. Bác đã nói chuyện với con Hồng rồi, nó cũng kể chuyện tình cảm của hai đứa cho bác nghe. Thật ra thì con cũng không có lỗi gì, chỉ tại bác gái hơi cố chấp. Con đã khuyên Hồng về nhà xin lỗi bác gái. Bác gái cũng vì lo lắng cho tương lai của Hồng, con thấy có lỗi với bác gái lắm. Thì người mẹ nào cũng muốn con gái của mình hạnh phúc, có chỗ nương tựa vững chắc. Thôi con cũng đừng buồn bác gái, qua một thời gian nữa chắc bác gái cũng hiểu thôi. Con biết con nghèo, con không có điều kiện như người khác, nhiều khi con cũng mặc cảm lắm. Hồng có kể hoàn cảnh của con cho bác nghe, con đừng buồn. Miễn sao mình làm ăn lương thiện đàng hoàng là được rồi. Mà tuổi con còn trẻ, tương lai còn dài mà. Con rất cảm ơn bác đã thông cảm cho hoàn cảnh của con. Bác không có con trai, thấy con thiệt thà bác cũng thương. Con mồ côi từ nhỏ, không có người thân bên cạnh. Sau này con sẽ xem gia đình của Hồng như nhà của con vậy. Con mong hai bác thương con mà chấp nhận tình cảm của con và Hồng. Mẹ của con Hồng thì lúc nào cũng muốn cho con Hồng phải lấy thằng Long. Bây giờ mà lập căn như vậy cũng muốn ép buộc con Hồng thôi. Nếu hai đứa yêu nhau
thì nên nghĩ đến hôn nhân, chứ đừng để mẹ nó mãi nuôi hy vọng nữa. Dạ, con cảm ơn bác. Chỉ cần hai đứa sau này mà sống hạnh phúc thì bác mãn nguyện rồi. Con xin hứa với bác, con sẽ hết lòng yêu thương Hồng. Con nói cái gì? Con không đời nào tôi cấm cái người đó đó bước chân vô nhà tôi. Thôi bà, bình tĩnh nghe tôi nói đây nè. Kêu con trả lời cho mẹ biết đi, tại sao vậy? Con trả ơn cho mẹ như vậy đó hả? Bây giờ con muốn bôi trò trét trấu vô mặt mẹ đúng chưa? Con muốn cho thiên hạ cười nhạo vô mặt mẹ. Sau này mẹ ra ngoài đường mẹ dám nhìn mặt ai nữa? Mẹ, con... Bây giờ chọn đi. Một là nó, hai là mẹ. Con chọn một trong hai. Có nó thì không có mẹ, có mẹ thì không có nó. Chọn đi. Sao mẹ lại như vậy chứ? Con chỉ muốn lấy người con yêu thôi. Như vậy là... Con nói như vậy là con chọn nó chứ gì? Con... Được rồi, vậy thì đi đi. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ, tôi không có đứa con gái nào như cô hết á. Đi đi. Mẹ, không có mẹ con gì hết á. Tôi không có đứa con nào như cô. Đi. Mẹ à, bà ơi, bà bình tĩnh lại đi. Dầu sao cũng là con cái trong nhà. Trời đất ơi, bà đuổi nó đi. Nó đi đâu? Trời ơi, nó đau lắm, nó tội nghiệp đó chứ. Bà thử nghĩ lại ở hoàn cảnh nó đi. Ví dụ như ngày xưa, ba má của bà cấm cản không cho yêu tôi, không được lấy tôi, thì bà phải làm sao? Hả? À, thôi, nghe lời tôi, lên nói với con, giữ nó lại đi. Đi đi bà, nghe tôi đi mà. Lên giữ con lại, nghe, đừng vậy mà. À, nghe tôi. Vậy phải được. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ làm ơn chấp nhận quyết định của con nghe mẹ. Con muốn là được sống theo cái nguyện vọng của mình. Dạ, con muốn như vậy. Như vậy là con muốn là con tiếp tục yêu cái người mà con đã chọn. Dạ, con thật sự muốn như vậy. Mẹ chấp nhận nghe mẹ nha. Nghe mẹ. Thôi được rồi, nếu mà bây giờ con muốn vậy thì mẹ sẽ chiều con. Dạ, cái nguyện vọng của con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Ủa mẹ, nếu muốn như vậy á, đi ra khỏi nhà. Mẹ, tôi không có đứa con gái nào như mẹ. Cô đồ bất hiếu, đồ cái đứa con ngu. Tôi là con đó rồi. Đi mẹ, tôi không có đứa con gái nào như vậy. Đi đi đi. Mẹ đừng như vậy mà. Tôi sống một mình thì đi đi. Tôi không có mẹ. Một đứa con gái nào như cô. Đi đi. Mẹ, mẹ ơi, Hồng, có chuyện gì vậy em? Em đừng có sợ, có anh ở đây mà.
Mẹ đuổi em đi, mẹ không cho em ở nhà nữa. Mẹ đang giận mà. Em hãy ráng kiên nhẫn đợi một thời gian nữa. Khi mẹ bớt giận rồi, anh sẽ đưa em về nhà xin lỗi mẹ. Anh tin chắc là mẹ sẽ tha thứ cho hai đứa mình.